Chào các bạn. Bữa nay buồn quá các bạn ơi. Tự nhiên thèm tôm hùm. Ra chợ mua được 4 con này còn sống nha. Nè, thấy nhúc nhích không? Đó, mới chết đâu à. 4 con này cũng rẻ các bạn, mấy chục bạc. Thèm cái gì là ăn cái đó. Ok. Bây giờ ôi cái càng. Những con hùm này có hùm cái nha. Mình mua tôm hùm cái để nó có gạch bên trong á, mình thích cái gạch. Với cái vỏ nó còn cứng là ăn rất là ngon các bạn. Nó chưa lột vỏ thì ngon lắm, cứng. Thì nay làm món gì ăn ta? Mình thì mình làm biến, chế biến lắm. Giờ chiên, xào, nấu, nướng nó mất thời gian. Mà cái tôm hùm á, chỉ có mình hấp với bia á, mình chấm muối tiêu chanh ăn cực kỳ ngon. À, hello. À, bây giờ lột mày ra luôn. Cho mày dám kẹp không? Đó. Bây giờ mình sẽ vô chổng mình hấp nha các bạn. Hấp bia. Rồi mình ăn với muối tiêu chanh đi. Rồi quyết định vậy đi. À, đây. Đây là những cái con tôm hùm Canada. Nó sống ở những vùng biển lạnh. Thịt của nó ăn rất là ngon và rất là chất lượng. Tại vì nó còn sống và rất là ngọt nha. Nè các bạn có thể coi cận cảnh này về cái bên dưới của nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa cho sạch rồi mình sẽ hấp bia các bạn ơi. Nhớ đón xem cái clip mình nha. Ok, go. Ai bữa nay buồn quá các bạn ơi, nay thứ bảy buồn quá, không có gì làm hết. Nè mới luộc 4 tôm hùm ra nè. Rồi. Ok, bây giờ là đây là muối tiêu chanh nha các bạn. Đó. À, cái càng con hồi nãy nè, con bự nãy nè, à, thấy chưa? Giờ tôi sẽ ăn cái càng trước ha. Ồ, quên lấy cái kéo ta. Đó, 4 con. Ráng ăn cho hết cái đống này coi. Ôi dạ. Đúng là hấp bia nó ngọt. Đã quá. Cái này nó hơi nhỏ. Đúng là nó ngọt thiệt. Làm biến vô lấy cái kéo nha. Ok, để ăn hết cái càng đi, vô lấy cái kéo cắt ra. Bẻ cái đầu mày ra ăn luôn. Oh. Wow. Gạch. Các bạn coi gạch nó nè. Con này tôm đực nha. Trời ơi, đổ lắm vậy. Em ơi, lấy mạnh cái kéo cái em. Bé quá. Giờ lột cái mình ăn. Tôm hùm các bạn biết á, ở bên đây nó bán 10 đồng một phao thôi. Rất là rẻ, hầu như ai cũng ăn được hết. Mà ví dụ tôi 1 tháng tôi ăn lần. Chứ còn ăn hoài nó ngán lắm. Khi mình không có thèm mà mình ăn á, thì đâm ra nó hết ngon. Không có ngon nữa. Trời ơi, xịt gì tè ghê vậy. Đó. Ăn phải ăn vậy nó mới đã. Nè. Ừ.
Trời ơi nó ngọt. Con tôm mà cỡ này ăn nó ngọt lắm. Cái thịt nó không có dai như những con tôm bự. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ là môi chứ. Ăn hết cái gạch nó luôn. Nè, trong cái đầu của nó nè. Bạn thấy không? Trời ơi nó ngon. Bởi cái này thèm á mới ăn thì nó mới ngon, còn mà không thèm á ăn vô chất quất à, ăn vô một cái là nó mau ngán lắm, tại vì mình không có thèm. Mấy cái que này cũng có thịt nha các bạn. Mình ăn hết mà không bỏ đâu. Có thịt đó. Cái con tôm hùm này cái thịt nó mặn sẵn rồi. Tự nó ở nước biển mà. Nó có muối sẵn trong người nó rồi, cho nên mình ăn không á mình cũng thấy ngon, không cần phải chấm muối tiêu chanh vô nữa. Nếu mà chấm thêm nó sẽ bị mặn. Ây da, đã quá. Mình thì lâu lâu mình cũng hay mua tôm hùm về mình ăn, thèm là ăn à, thèm gì ăn đó. Nhịn ăn ngày, ví dụ vậy. Nhịn nhậu ngày cái lấy tiền nó ăn tôm hùm. Ngon quá. Trời nó giờ không uống luôn. Wow đã. Ây à, giờ chơi tiếp con này nha. Cái cà mình ăn sau, mình ăn cái mình trước, mình thích ăn cái mình ha. Ok, cái cà tính sau đi. Bẻ ra. Trời ơi, gạch nó các bạn. Nó còn sống á, cho nên mình ăn những cái con tôm mà còn sống rất là ngon. Cực kỳ ngon luôn. Quá đã. Người dân ở Mỹ này hầu như là không ai xa lạ gì với tôm hùm, kể cả người Việt Nam hay người Mỹ hay người gì cũng vậy. Hầu như là những cái món này nó gọi là bình thường. Nó cũng tương đối là gọi là bình thường chứ không phải là xa xỉ hay là gọi là cái gì cao cấp. Cho nên ai cũng ăn được các bạn. Chợ, mấy cái chợ Việt Nam, bất kỳ cái chợ nào cũng có bán hết đó. Nãy giờ đó. Sorry các bạn là mình làm biếng đi lấy cái kéo nha. Tại vì mình đang ăn lỡ chớn, mình làm biếng đi đâu đó.
Ha ha. Toàn là thịt không, thịt là thịt. Thịt là thịt nhiều khi không mà có. Thịt là thịt nhiều cái hước có như không. Đây có à, vợ mình lấy giùm mình cái kéo nè. Trời ơi, cục thịt này ăn nó sướng gì đâu đó ơi. Wow, đã quá. Cái thịt của con King Crab á, ăn nó ngon hơn con tôm hùm nhiều. Tùy nó mắc tiền hơn. Và cái thịt nó ngon hơn, cho nên nó mới mắc hơn. Nếu mà ăn được con King Crab, tức là con cua hoàng đế mà còn sống á, mình bảo đảm với các bạn là nó đáng đồng tiền. Tôm hùm bít cửa không ngon lành, không bằng. Ngon quá. À. Trời ơi, nó ngon gì đâu á. Bốn con này mình mua gần 100 đô la. Một con hơn 2 pound. Ơ à, lộn. À đúng rồi. Gần 100 đô các bạn. Một con nó 22 hai mấy đô, gần 30 đô, 4 con. Đã quá. Thì bữa nay hầu như là cũng không có gọi là chia sẻ được cái gì vui, nhưng mà mình chỉ quay cái tôm hùm ăn uống này kia để giải trí thôi, cho các bạn câu chơi cho vui là bên đây nó như thế nào, tôm hùm ăn uống nó dễ dàng như thế nào. Mình thấy nhiều bạn cũng comment á, thì mình thấy là chưa bao giờ ăn á, mình cũng thấy rất là thương các bạn thật sự luôn á. Hồi xưa lúc mình ở Việt Nam mình cũng không có để mình ăn nữa các bạn, không phải dễ có để mà ăn đâu, tự nó quá mắc đi. Mà khi nó mắc tiền á, nhiều rồi mình cảm thấy mình ngại, mình không có dám mà bỏ cái số tiền ra mình mua mình ăn đó. Thì nhưng mà bên Mỹ thì nó khác mà nó đỡ hơn rất là nhiều, cho nên là mình quay để mình chia sẻ với các bạn chơi là bên đây nó cuộc sống ra sao. Thôi cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.